Ở trên đấy không ấy được đâu. Đang chuẩn bị ăn cơm tối đấy. Có gì mà đi chơi mà ở ngoài. Ngày nào mấy củ hôi chỉ đi chơi. Vứt, có hôm gì tầm này tháng mai về. Thì kiếm tiền. Ngày nào mấy củ mà. Cả xanh cả vàng đâu. Ai về? Anh Tuấn á? Cả xanh nào? Thước. Tiến cẩn thận, nó cất đi, cất. Cho hắn ta quê luôn được túi rồi.